nói rằng Việt Nam, một dân tộc anh hùng, một dân tộc có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, luôn kiên cường, bất khuất trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những con dân đất Việt của dân tộc anh hùng ấy chính là những nốt nhạc trong bản hợp xướng bất hủ trường tồn cùng tất cả các dòng họ của Việt Nam. Vào thế kỷ thứ 15-16, thủy tổ họ Lê trên đất Bắc là dòng họ phát tích nhiều địa danh của đất nước với công trạng sáng ngời. Tại đây, dòng họ Lê ngày một phát triển, con cháu dòng dõi họ học hành đỗ đạt và tỏa đi bốn phương tìm những mảnh đất thuận lợi để sinh cơ lập nghiệp, mảnh đất đồng bằng thanh bình, vùng châu thổ sông Hồng phì nhiêu. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử đất nước, dòng họ Lê nơi đây cũng oan mình vướng trải bởi bao cuộc chiến tranh của dân tộc. Con cháu ra sức lao động học tập và luôn là những công dân tốt của xã hội. Những người con của dòng họ lần lượt lên đường tham gia chiến đấu ở tất cả mọi mặt trận. Phải nói rằng, dù ở thời kỳ nào, lĩnh vực nào, người con của dòng họ Lê nơi đây cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, hết lòng với quê hương, với dân tộc. Thành kính tổ tiên ơn gia độ, báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành. Cách đây hơn 200 năm, một người con dòng họ Lê đã khai phá lập nghiệp trên mảnh đất thân thương yêu dấu này. Mảnh đất thanh bình, hiền hòa đã gây dựng biết bao thế hệ cháu con của dòng họ Lê để có ngày nay tươi sáng, ấm no, hạnh phúc và cùng sự phát triển của xã hội. Có thể nói, Đức Thủy Tổ, cụ Lê Viết Thử và cụ bà Nguyễn Thị Huê xưa kia là một gia đình nhỏ đầu tiên được lưu lại trong phả đồ họ tộc. Cùng với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, xây dựng và bảo vệ đất nước, hai cụ đã vươn trải cùng gia đình của mình với 5 người con trai. Cụ cả là cụ Lê Viết Nhàn, cụ thứ hai là cụ Lê Viết Lịch, cụ thứ ba là cụ Lê Viết Bình, cụ thứ tư là cụ Lê Viết Mũ và cụ út là cụ Lê Viết Mẫn đã cùng cụ bà Phạm Thị Bầu đã sinh sống ngay trên mảnh đất được khai phá này. Và cho tới nay, tổng cộng đã có tới 7 đời con cháu nội tộc đang sinh sống ở đây. Qua biết bao năm tháng cho tới hôm nay, toàn bộ tâm phúc con cháu đã được kết tinh thành ngôi tử đường về thế khang trang. Ngôi tử đường được xây dựng ngay trên mảnh đất mà cụ tổ năm xưa đã khai phá. Và ngôi tử đường được xây dựng với diện tích gần 30 m² là công trình kiến trúc khá độc đáo, phá cách giữa hiện đại và cổ kính. Bộ công trình nhà thờ lấy màu nâu đỏ làm chủ đạo, đặc biệt là hệ thống cánh cửa được thiết kế trục xoay theo kiểu nhà cổ xưa. Người vào phải bước qua ngưỡng cửa cao chừng 25-30 cm. Có thể nói công trình kiến trúc nhà thờ lần này chính là trí tuệ, là tâm đức của các bậc cha anh. Bản kiến thiết đã không quản ngày đêm mưa nắng, luôn sẵn sàng công việc cho đến khi công trình hoàn thành. Tất cả những cống hiến của con cháu họ Tô Chi Hai cũng hợp với truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam ta. Đúng là thành kính tổ tiên ơn gia độ, báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành.
Có lẽ từ xa xưa tục thờ phụng tổ tiên là nét đáng quý của người Việt. Nó đã trở thành truyền thống mà không dân tộc nào có được. Ở mỗi gia đình đều có ban thờ, mỗi dòng họ đều có tử đường, ở một làng đều có đền, có chùa. Tất cả đã trở thành nền văn hóa dân tộc độc đáo, mang theo cả nét kiến trúc phong thủy đầy tâm linh. Dường như đại đường bao giờ cũng huyền bí với hướng Tây. Khi mặt trời buông xuống, cuộc sống tâm linh của màn đêm ẩn chứa đầy bí hiểm sẽ nảy sinh ra nhiều huyền thoại và nhiều chuyện cổ tích. Hôm nay ngày kỷ 19 tháng 11 năm Giáp Ngọ 2014, con cháu dòng họ Lê nơi đây đã tề tựu đông đủ về trước sảnh đường, nơi xưa kia chính là mảnh đất khai phá lập nghiệp của đức thủy tổ của Lê Viết Thường và của bà Nguyễn Thị Huê. Thật là tổ tông công đức thiên nhiên tình, con cháu thảo huyền vạn đại nhiên. Thật đáng khâm phục và tự hào vì con cháu Lê tộc nơi đây đã hết lòng cho công cuộc xây dựng tổ nghiệp, của những tấm công đức xây dựng cho dòng họ ngày một lớn mạnh, luôn phát triển cùng với quê hương đất nước. Thank you.
Thank you.
tộc chữ nhân đằng. Tớ không cần gì phù lang thanh trường hương hoa lễ vật ý di thư phẩm ý kiếm ăn chỉ tiền thiết lập tái tư đoàn lễ tộc tám chiêu cao kinh kinh cao 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 nhân thủy thổ khả lễ quý công tử cũng tử chẳng linh vi tiền cung thỉnh cao cao tăng tổ khảo mê nhất lang tử cũng nhàn chẳng linh vi tiền tinh đi chân linh vi tiền cung thỉnh cao cao tăng tổ khảo lễ nhị lang tử phụng lịch chân linh vi tiền cao cao yên độ thì tám thì huy Đông Á Diễm Phúc giáo huấn gì các ông vi bản học đập văn hóa kỳ cương vì các tư hùng ngày đông tiên truy ân lý đức kinh trần bạc trước thực biểu thành tâm hữu thúc hạ cầm biến độ các chi các phái biến cân anh đề bá phúc cô đi tỉ ngoài nỗi thương vong tiệp từ các anh hùng liệt sĩ quân nhân chi hưởng hồn đồng nai cộng hưởng cung cảnh bạn gia cao quân vị tiền thank you.
24 tháng 7 năm 2014, công trình do tổ thợ thôn Đắc, xã Quốc Tấn đã hoàn thành ngôi cấu trúc từ đường và bàn giao cho ban hội đồng gia tộc Họ Lê. Đây là một niềm phấn khởi, ao ước bấy lâu nay của anh em con cháu nội ngoại. Tộc Họ Lê, cây có gốc với nở cành xanh lá, nước có nguồn với có biển cả sâu, người ta có gốc từ đâu? Trước là tiên tổ, rồi sau có mình. Vì lẽ đó, dòng họ Lê sống chung bình yên, vẹn vẹn chỉ có hai người xuất đinh, đa số các gia đình mới làm đủ ăn, nuôi con cháu học hành, kinh tế còn hạn hẹp. Chế độ không có dư dật với điều kiện hoàn cảnh của các gia đình trong dòng họ cực kỳ khó khăn. Nhưng bất luận trong hoàn cảnh như thế nào, đối với tổ đường, con cháu đã đặt niềm tin và chí hướng tạo lên một sức mạnh lớn lao, một nét đẹp văn hóa cho các thế hệ ngày nay và mai sau, nối tiếp phụ thờ người đã khai sinh ra cả dòng họ. Các bậc tiền bối của tổ tiên ông cha ta ngày trước đã đặt niềm tin vào cả dòng họ ta hôm nay, là một mốc son lịch sử, càng tự hào và khẳng định đang từng bước từng giờ vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới. Nhờ tiên tổ ánh linh phù hộ, dìu cháu con tiến bộ trưởng thành, trẻ già trai gái yên lành, họ hàng thịnh vượng, gia đình thêm xuân. Sự phát huy sức mạnh mẽ của con cháu dòng họ Lê đã ghi ơn tiên tổ, phụng sự tôn kính tổ tiên, đóng góp công đức tiền của các con cháu xa gần trong Nam ngoài Bắc, trên rừng dưới biển, để xây dựng công trình để thế kỷ, tôn tạo ngôi từ đường của dòng họ Lê khang trang đẹp đẽ. Và năm 2014, dân dòng họ sẽ làm lễ cắt băng khánh thành nhà thờ ngôi từ đường dòng tộc họ Lê. Về dự lễ khánh thành ngôi từ đường dòng họ Lê hôm nay, cho phép tôi được trân trọng giới thiệu ông Bùi Bình Hằng, bí thư ban chấp hành đảng bộ xã Bình Nguyên, về dự lễ cắt băng khánh thành. Xin chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Được trân trọng giới thiệu ông Đặng Hồng Chữ, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã, về dự. Xin trân trọng kính mời ông Vũ Huy Tâm, ông Phạm Bá Ngôn, đại diện hội người cao tuổi xã cũng có mặt dự buổi lễ cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Hồng, chi hội trưởng người cao tuổi thôn Đông Lâu cũng có mặt đông đủ để dự buổi lễ cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời. Ông Lê Văn Kiến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn cũng qua mặt, xin để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự còn có các ông bà, các trưởng tộc của các dòng họ trong xóm, các ông bà, các gia đình, khu dân cư, liên xóm, liên xã, các ông bà, các bác, các anh chị trong tổ tế nữ quan, làng chi lễ, xã Vũ Lễ, các ông bà, cô dì, chú bác, anh em, con cháu nội ngoại trong gia tộc Họ Lê về dự đông đủ, để vì chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Làm việc, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Tất Hùng, ban thường trực hội đồng gia tộc, lên khai mạc và cắt băng khánh thành và dâng hương dỗ tổ từ đường. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý đại biểu đại diện cho ban chấp hành đảng bộ, ban mặt trận xã Bình Nguyên, các ông các bà là ban chi ủy thôn Đông Lâu, các cụ các ông bà đại diện trong trưởng tộc, trong các dòng họ hôm nay cùng toàn thể bà con khu xóm và toàn thể các cụ các ông bà cô bác anh em con cháu đồ ngoại tộc, và một phần quan trọng là tổ tế nữ quan làm chi lễ xã Vũ Lễ hôm nay về dự. Thay mặt cho dòng họ, tôi xin gửi tới kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các ông các bà cô bác cùng toàn thể anh em con cháu sang năm mới, năm 2015 luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc ấm no, mọi sự may mắn phát tài phát lộc, và luôn luôn đoàn kết phát triển nông thôn mới ngày thêm giàu đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa gia tộc, từ thuở vua Hồng Dựng Nước
Miếu Đường Y Nghiệp Cựu, Đống Lương Hương Hòa Kế Lai Tân, xây dựng nền nhân Lưu Hậu Thế, vun trồng cây đức kế tiền nhân. Tổ tiên ông cha ta trước kia đã biết gắn bó quyền lợi gia đình và bản thân, gắn bó nước với nhà, làng với nước trong một quan hệ keo sơn bền chặt. Nhiều điều phụ lấy giá gương, người chung một gốc phải thương nhau cùng. Chính vì vậy, cách đây hàng mấy trăm năm trên mảnh đất mà mọi người chúng ta đang sinh sống, tổ tiên ta đã xây dựng truyền thống văn hóa khá cao, một nét độc đáo được thể hiện trên những công trình kiến trúc, cây đa, bến nước, sân đình, để con cháu ta khi đi xa quê, cha đất tổ luôn nhớ tới, nhớ thuở ban đầu thả diều bắt bướm, cắt cỏ chân trâu, cắp sách tới trường chung thầy chung bạn và rèn đúc ông cha ta một phẩm chất cao quý. Trung hiếu nghĩa nhân thuần phong mỹ tục, trung lưng đấu cật chia ngọt xẻ bùi, chan hòa với nhau như cây một cội, cùng nơi chôn rau cắt rốn, sống chết có nhau, lá lành đủ lá rách, đồng cam cộng khổ để xây dựng và giữ gìn quê hương cha đất tổ. Thưa quý vị, thưa gia tộc, đất nước ta đã trải qua bao thời đại Đinh Lê Lý Trần, đã biết bao anh hùng hào kiệt có tấm lòng từ thiện nhân đạo để cho tổ tiên ta, ông cha một dấu ấn tốt đẹp ghi trong sử sách như Trần Hưng Đạo, Trí Dũng Song Toàn, Trước Hòa Xâm Lăng. Ông luôn đạt tới lịch lợi ích của dân tộc, của đất nước lên trên hết, xóa bỏ thù riêng dòng họ, giải quyết những bất hòa trong gia đình, củng cố khối đoàn kết trong hoàng tộc, một lòng một dạ chiến đấu vì hạnh phúc của trăm họ. Ông nói: vua tôi đồng tâm, anh em hòa thuận, trên dưới một lòng góp sức làm kế, bền gốc sâu rễ, đó là thượng sách, thì chẳng những tôn miếu của ta được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm. Kính thưa các quý vị, dân tộc ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ nhưng vô cùng vĩ đại. Hồ Chủ tịch Chí Minh đã từng nói: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, đoàn kết ắt sẽ thắng lợi, vẽ xây dựng hơn 10 ngày nay, vạn đại lưu tồn, thừa phúc ấm, bách niên phụng sự, kế nhi tôn, và duy trì truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, chim nhớ tổ, người nhớ tông, cách trăm núi ngàn sông vẫn nhớ về tông tổ, cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ, con người có tông. Ai có đi xa muôn dặm trùng đường luôn nghĩ đến cội nguồn, lấy nhân nghĩa thủy chung và nhớ tới công ơn của tổ tiên, có công sáng tạo truyền thống kỷ cương tốt đẹp, khai phá đất đai để mưu sinh hạnh phúc cho con cháu, mới có hạnh cơm đành, có mảnh đất xanh tươi bốn mùa đơm hoa kết trái, cây có gốc mới tươi cảnh xanh lá, nước có nguồn mới có biển cả sông sâu, dù ai đi đâu ở đâu nhớ ngày dỗ tổ, đi đâu cũng về, về quê hương đất tổ để chiêm ngưỡng cảnh quan công trình kiến trúc, thăm viếng lăng mộ, gặp gỡ người thân, thuở đầu xanh trọn nghĩa núi sông, thời tóc bạc vẹn nghĩa tình làng xóm. Thưa quý vị, đất nước ta thay ra đổi thịt, con cháu nhà nhà đã bắt nhịp cùng thời đại mở mang xây dựng và phát triển kinh tế, cùng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tạo ra nơi thờ cúng cho những người có công với dân với nước. Kính thưa quý vị, kính thưa gia tộc, cách đây hàng trăm năm trên mảnh đất lập nghiệp tìm kế sinh tồn nơi đất lành chim đầu này, Đức Thủy Tổ họ Lê, thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, theo về xuất đinh hiện nay là đời thứ 7, theo về ngoại tộc là đời thứ 9, thứ 10, và đang làm ăn sinh sống trên nhiều miền đất nước như Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và nhiều nơi khác. Mặc dù con cháu đi làm ăn xa quê ra đất tổ, nhưng đều thành đạt về địa vị, chính trị, kinh tế, không những con trai, con gái, dâu rể không kém phần nội tộc. Thưa gia tộc, nhìn lại quá khứ nói chung, có thế hệ ông cha trong dòng họ Lê qua các đời, thời đại đã vun đắp nên giá trị, phẩm chất đạo đức,
tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó keo sơn bền chặt, sống có nhân nghĩa, trước sau có tôn ti trật tự trong dòng họ, nhất là mối quan hệ giao tiếp với các dòng họ trong xóm trong làng. Đặc biệt là nhiều gia đình cá nhân, trai gái xa gần để có ý chí vươn lên, phấn đấu về kinh tế, thức thời và chính trị đã hướng tới tương lai cho con cháu, đưa nền trí thức, khơi dậy truyền thống văn hóa, tạo dựng tiền đề hướng nghiệp vững chắc, thiết thực cho con cháu mai sau. Do vậy, ở thời đại nào, thế hệ nào, dòng họ Lê cũng có đời sống kinh tế ngang bằng với sự phát triển chung của cộng đồng xã hội. Đáng quý nhất là nhiều gia đình, cá nhân trước và nay, ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, đã có bàn tay khối óc tự lập tự cường, nuôi dạy con cháu ăn học hết phổ thông trung học, vươn tới trung cấp, cao đẳng, đại học, thành đạt về công danh địa vị trong xã hội, bởi trí tuệ nhân văn nối tiếp truyền thống ông cha, sẵn có ý chí hiếu ham học làm, nên thờ nên thầy vì có học, nó ăn nó mặc bởi nó làm, trí tuệ truyền đời vinh vạn đại, nhân văn kế thế phúc thiên thu. Thưa các quý vị, thưa gia tộc, để tiếp nối tổ tông ông cha ta, tuân tử thời xuân thu chiến quốc có viết, đời người ngắn một găng tay, được nối dài ra là nhờ sự hiện đạt của con cháu, con hơn cha là nhà có phúc, con hư dài là phúc mỏng vận kiệt, con người ta hơn kém nhau ở học vấn, cốt yếu là sự học hành cộng với sự quyết tâm của các cha bác phụ huynh gia tộc, con cháu xa gần kế thế gia, góp của góp công nối nghiệp nhà, tu tạo từ đường đền nghĩa mẹ, khói hương phụng sự đáp công cha. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của dòng họ, ngày cắt băng thánh thành từ đường, con cháu nội ngoại dòng tộc họ Lê thành kính dâng lên tổ đường những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm ngát, cả dòng họ nguyện trước tổ đường thành tâm tri ân đức tổ đường, mỗi người mỗi gia đình cả dòng họ đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng sống có nghĩa, uống nước nhớ nguồn, trên thuận dưới hòa, kính trên nhường dưới, sống tròn nghĩa vẹn tình với xóm với làng, sống không chỉ cho mình cho gia đình mà còn sống cho cả dòng xã hội. Chúng ta quyết tâm xây dựng họ Lê gương mẫu về mọi mặt, chấp hành chính sách của đảng nhà nước, quy chế của địa phương, luôn luôn sánh vai cùng với dòng tộc khác trong thời kỳ đổi mới. Xin các quý vị nhiệt liệt chào mừng.
bậc Nguyễn Văn Lự Nam Lâu và các tôn thẩm đại diện cho ngoại tộc Lê Thái Hương, xin mời bác. Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng, kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hứng hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Xin thắp lên một nén hương trường, một nén hương trường, hương trường.
We'll be right back.
chứ